hoặc vô lậu trí, hoặc năng dẫn vô lậu trí, hoặc hậu đắc trí. Đây gọi là sự chân thật sở hành của trí do phiền não chướng thành tịnh, do duyên đầy làm cảnh. Từ phiền não chướng trí được thành tịnh, ở đời vị lai an trụ không chướng ngại, cho nên gọi là sự chân thật sở hành của trí do phiền não chướng thành tịnh. Đây lại thế nào? Đó là bốn thánh đế: một, khổ thánh đế; hai, tập thánh đế; ba, diệt thánh đế; bốn, đạo thánh đế. Ở nơi nghĩa của bốn thánh đế như vậy, cực khéo tư duy phân tích chứng nhập hiện quán, đã nhập hiện quán như thật trí sanh. Đế hiện quán đây, thành phần độc giác, năng quán chỉ có các uẩn khá được, trừ ngoài các uẩn, ngã chẳng khá được. Vì luân tu tập tuệ tương ưng duyên sanh, các hành sanh diệt. Vì luân tu tập kiến uẩn khác, bộ đặc giả la tánh không, phát sanh hiện quán thánh đế như vậy. Bốn, sự chân thật sở hành của trí do sở tri chướng thành tịnh. Do trí bị ngăn ngại ở nơi cảnh sở tri nên gọi là sở tri chướng. Cảnh giới sở hành của trí từ sở tri chướng được giải thoát, đây gọi là sự chân thật sở hành của trí do sở tri chướng thành tịnh. Đây lại thế nào? Đó là chư Phật Thế Tôn, chư Bồ Tát nhập vào pháp vô ngã, đã nhập rồi khéo thành tịnh ở tất cả pháp tự tánh, lìa lời tự tánh giả nói, hết thảy đều bình đẳng. Cảnh giới sở hành của trí vô phân biệt, cảnh giới như vậy là tối đệ nhất, là ngàn mé sở tri, không gì vượt hơn của Trần Như. Lấy tất cả chánh pháp tư trạch để so lường với đây thì hết thảy đều lùi lại, không thể vượt qua. Lại ăn lập tướng chân thật nghĩa đây, phải biết được là hiển bày không hai. Chỗ nói hai đó là có và chẳng phải có. Trong đây có là tự tánh giả nói được an lập, tức là chỗ chấp trường thời của thế gian, cũng là tất cả phân biệt hí luận căn bản của thế gian, hoặc gọi là sắc thọ tưởng hành thức, hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thần ý, hoặc là địa thủy hỏa phong, hoặc là sắc thanh hương vị xúc pháp, hoặc là thiện bất thiện vô ký, hoặc là sanh diệt, hoặc là duyên sanh, hoặc là quá khứ vị lai hiện tại, hoặc là hữu vi, hoặc là vô vi, hoặc là đời này, hoặc là đời khác, hoặc là ngày tháng, hoặc là chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ hiểu, chỗ biết, chỗ cầu, chỗ được, ý theo đó tâm tứ cuối cùng cho đến hoặc là niết bàn. Hết thảy loại như vậy là pháp giả nói tự tánh mà thế gian cũng hiểu biết, đây gọi là có. Trong đây chẳng phải có tức là giả nói tự tánh của các sắc, cho đến giả nói tự tánh của niết bàn, không sự không tướng, giả nói có chỗ nương, tất cả đều là không. Lời nói giả lập, nương kia chuyển cũng đều không có, đây gọi là chẳng phải có. Trước nói có, nay lại nói chẳng phải có. Có và chẳng phải có, cả hai đều xa lìa. Đây là tánh sự chân thật nhiếp được pháp tướng, đây gọi là không hai. Do không hai nên gọi là trung đạo, xa lìa hai biên cũng gọi là vô thượng. Trí của chư Phật Thế Tôn ở nơi chân thật đây đã khéo thành tịnh. Trí của chư Bồ Tát ở nơi sự chân thật đây được hiển bởi đạo học. Lại trí tuệ đây là phương tiện rộng lớn, khiến chư Bồ Tát năng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì cớ sao? Bởi lẽ chư Bồ Tát ở trong sanh tử với những kiếp khác nhau, không tu giải thoát môn, khéo năng thành tựu tất cả Phật pháp và tất cả hữu tình. Lại năng như thật, rõ biết sanh tử mà không ở nơi sanh tử dụng hành vô thường, phát khởi tâm chán lìa sầu. Nếu chư Bồ Tát chẳng thể như thật rõ biết sanh tử, được chẳng năng ở nơi tất cả phiền não tham sân si thâm tâm xả bỏ. Vì không thể xả bỏ các phiền não tâm bị tạp nhiễm, thọ các sanh tử, do tâm tạp nhiễm thọ các sanh tử, không thể thành thực tất cả Phật pháp và các hữu tình. Nếu chư Bồ Tát ở nơi sanh tử dụng hành vô thường, tâm chán lìa sâu, thì nhanh chóng nhập bát niết bàn. Nếu Bồ Tát mau nhập bát niết bàn thì không thể thành thực tất cả Phật pháp và các hữu tình, huống là năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại chư Bồ Tát do tu tập không giải thoát buồn như vậy, nếu không sanh sợ hãi sâu đối với niết bàn, cũng không sanh nhiều vui muốn đối với niết bàn. Vì cớ sao? Nếu chư Bồ Tát sanh sợ hãi sâu đối với niết bàn thì không thể viên mãn tu lương niết bàn. Do sanh sợ hãi sâu nên không thấy công đức lợi ích thù thắng của niết bàn. Do không thấy nên xa lìa tất cả thắng giải thành tịnh đối với niết bàn. Nếu chư Bồ Tát trụ nhiều vui muốn đối với niết bàn thì năng nhanh chóng nhập bát niết bàn. Nếu nhanh chóng nhập bát niết bàn thì chẳng năng thành thục Phật pháp và các hữu tình. Trong đây chư Bồ Tát nếu không như thật rõ biết sanh tử thì tâm tạp nhiễm lưu truyền trong sanh tử. Nếu tâm chán lìa sâu đối với sanh tử thì nhanh chóng nhập bát niết bàn.
Nếu tâm hãy sợ sầu đối với Niết Bàn thì chẳng năng chứng đắc cho đến viên mãn tương đương Niết Bàn. Nếu chư Bồ Tát trụ nhiều vui muốn đối với Niết Bàn, tức nhanh chóng nhập bát Niết Bàn như vậy, chư Bồ Tát đây đối với việc chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không có phương tiện lớn. Nếu năng như thật, rõ biết sanh tử thì tâm không nhiễm lưu chuyển trong sanh tử. Nếu đối với tất cả sanh tử không dụng hành vô thường, tâm chán lìa sâu thì không nhanh chóng nhập bát Niết Bàn. Nếu không hãy xả sâu đối với Niết Bàn thì năng viên mãn tư lương Niết Bàn. Tùy đối với Niết Bàn thấy có công đức thủ thắng lợi ích vi diệu, nhưng không vui muốn mạnh mẽ mau chứng, thì Bồ Tát đây đối với chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề có phương tiện rộng lớn. Phương tiện rộng lớn đây đường thắng giải tánh không là thủ thắng hơn cả. Cho nên Bồ Tát lúc tu tập đạo học nghiệp lấy thắng giải tánh không tối thắng mới gọi là phương tiện rộng lớn năng chứng diệu trí Như Lai. Lại chư Bồ Tát do năng thâm nhập pháp vô ngã trí ở nơi tất cả pháp tự tánh lìa lời, đã như thật biết tự mình thông đạt không có chút pháp cùng chút phẩm loại nào có thể khá phân biệt. Chỉ nắm giữ như vậy, chỉ nắm giữ chân như, nhưng không tác nghĩ đây chỉ là sự, đây chỉ là chân như, chỉ hành nơi nghĩa thủ thắng. Bồ Tát hành thắng nghĩa như vậy nên bình đẳng đối với tất cả pháp, dùng tuệ chân như như thật quán sát ở nơi tất cả xứ có cái thấy bình đẳng đầy đủ, có tâm bình đẳng đầy đủ, đắc xả thủ thắng nhất. Vì nương xả đây, lúc siêng năng tu tập minh xứ và tất cả thiện xảo, tuy gặp phải tất cả gian khổ khó nhọc mà không thối chuyển, khiến thân tâm mau chóng vượt qua mỏi mệt. Ở nơi các thiện xảo được lực nhớ nghĩ, nhanh chóng thành tựu trọn vẹn, cũng không vì thiện xảo mà tự cao ngạo, cũng không hẹp hòi che giấu đối với người. Ở nơi các việc thiện xảo, tâm không khiếp nhược, năng phàm nhẫn, sở hành vô ngại, đầy đủ áo giáp gia hạnh kiên cố. Chư Bồ Tát đây ở trong sanh tử như như liều chuyển gặp khổ nạn lớn, như vậy đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề càng thêm tăng trưởng, như như đạt được sự tôn quý thủ thắng, như vậy đối với các hữu tình kiêu mạn càng giảm dần, như như chứng được trí tuệ thủ thắng, như vậy ở nơi những sự nạn vấn tranh tụng lời nói bàn luận tạp nhạp chạy theo đàm luận hư viễn hiện hành phạm giới cấm thì luôn quán sát tầng gấp bội, tầm xả bỏ tận gốc, như như công đức truyền truyền tăng trưởng, như vậy chuyển vận che giấu điều thiện của mình, không mong cầu người khác biết, cũng không mong cầu lợi dưỡng cung kính. Hết thảy sở hữu của Bồ Tát như vậy có nhiều chủng thủ thắng lợi ích, đó là Bồ Đề phần. Nếu vì thuận theo Bồ Đề tất cả đều phải nương trí kia, cho nên tất cả Bồ Đề đã thành tựu, sẽ thành tựu, này thành tựu đều phải nương trí đây. Ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm một trí nào khác. Lại chư Bồ Tát thuận theo lý không hí luận như vậy, thành tựu nhiều chủng lợi ích thủ thắng như vậy, vì tự thành thục và pháp, vì thành thục pháp tạm thừa cho người mà tu hành chánh hạnh. Bồ Tát lúc tu hành chánh hạnh như vậy, đối với thân mạng tài của tự thân xa lìa tham ái, đối với chúng sanh muốn học hạnh xa lìa tham ái, Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh đều năng xả thân mạng tiền của, lại năng phòng hộ cực khéo phòng hộ, tu học thần ngữ luật nghi, tánh không vui với điều ác, tánh rất hiển thiện, lại năng nhẫn chịu tất cả sầm não của người, cũng năng học hạnh kham nhẫn đối với kẻ làm ác, tánh ít sân hận, không sầm bước não hại người, lại năng siêng tu tất cả minh xứ, khiến ngày càng thêm thiện xảo. Tất cả như vậy chỉ vì rất trừ nghi hoặc cho chúng sanh, vì huệ thí cho chúng sanh, các việc làm nhiều ích, vì tự nhiếp thọ nhân, nhất thiết trí, lại vì tịnh tu trị bốn thứ phạm trụ, vì năng du hí năm thần thông, vì năng thành lập việc lợi ích chúng sanh, vì muốn trực hiện tất cả mọi mệt phát khởi, trong lúc siêng năng tu học các thiện xảo, nên năng an trụ nội tâm khiến tâm khéo định, nơi việc an trụ tâm thường siêng năng tu học, lại tánh thông tuệ thành tựu chân trí. Vì thành tựu chân trí nên thường siêng năng tu học, vì tự mình ở tương lai bát niết bàn nên tu tập đại thừa. Lại chư Bồ Tát lúc tu hành chánh hạnh như vậy, đối với các hữu tình có đầy đủ công đức, thường hoan hỷ hiện tiền cúng dường cung kính. Đối với các hữu tình có nhiều lỗi lầm, thường vui hiện tiền phát khởi tâm bi tâm mẫn mạnh mẽ, tùy năng lực khiến họ đoạn trừ các lỗi lầm. Đối với các hữu tình đã có oán thù với mình, thường khởi tâm từ không xiểm không cuống, tùy theo năng lực làm trùng trùng việc lợi ích an vui cho họ, khiến kẻ oán kia ý vui muốn thực hành gia hạnh, chỗ có lỗi lầm cùng tâm oán hiểm tự nhiên dứt trừ. Đối với hữu tình đã mang ân
vì khéo biết ơn hiện tiền báo đáp hoặc bằng hoặc hơn. Tùy sức tùy khả năng như pháp mà báo đáp khiến người kia được như ý mãn nguyện, tuy không có khả năng nếu người kia cầu thỉnh. Bồ Tát vì nhớ ân xưa, chuyên tâm tinh cần không lười biếng, trợ giúp sự nghiệp cho người, chọn không bỏ qua cầu thỉnh của người. Nếu không đủ khả năng phải khéo léo khiến họ biết được. Hết thảy lại như vậy, gọi là Bồ Tát thừa thuận theo lý, không hí luận, đường cực chân trí mà tu hành tránh gia hạnh. Đường đạo lý gì nhận biết các pháp tự tánh lìa lời, đó là tự tướng của tất cả pháp giả lập, hoặc nói là sắc hoặc nói là thọ, như trước nói rộng cho đến niết bàn. Nên biết tất cả chỉ là giả kiến lập, chẳng phải có tự tánh, cũng chẳng phải lìa kia mà riêng có tự tánh. Đây là sở hành của ngôn ngữ, cảnh giới của ngôn ngữ. Như vậy các pháp chẳng phải có tự tánh, như chỗ nói của ngôn ngữ cũng chẳng phải tất cả đều vô sở hữu. Như vậy chẳng có cũng chẳng phải tất cả đều vô sở hữu. Có như thế nào? Tức là ở nơi thật không, xa lìa vọng chấp tăng thêm. Ở nơi thật khó, xa lìa vọng chấp đồn giảm. Như vậy có tức là thắng nghĩa tự tánh các pháp. Phải biết chỉ là sở hành cảnh giới của trí vô phân biệt. Nếu ở nơi các pháp các sự tùy khởi nguồn thuyết, thì tức ở nơi pháp kia, sự kia có tự tánh ấy. Như thế một pháp, một sự lẽ ra phải có nhiều tự tánh. Vì cớ sao? Vì ở nơi một pháp, một sự đặt ra nhiều giả thuyết để chứng minh hiển thị, nhưng cũng chẳng phải có nhiều giả thuyết để chứng minh hiển thị quyết định khả đắc. Đó là tùy một giả thuyết ở nơi pháp kia, sự kia có thể có phần có tự tánh, chẳng phải những giả thuyết khác. Cho nên tất cả giả thuyết hoặc đầy đủ hoặc không đầy đủ ở nơi tất cả pháp, tất cả sự đều không hẳn có thể có phần có tự tánh ấy. Lại như trước nói các pháp sắc, nếu theo giả thuyết mà có tự tánh ấy, thì cần yếu trước hết phải có sự, để sau tùy muốn mà đặt ra giả thuyết. Vậy trước lúc chưa đặt giả thuyết kia, thì pháp kia, sự kia lẽ không có tự tánh. Nếu không có tự tánh, không sự mà đặt ra giả thuyết để chứng minh hiển thị, điều này không hợp đạo lý. Giả thuyết chứng minh hiển thị đã không chỗ có, thì pháp kia, sự kia theo giả thuyết mà có tự tánh thì không hợp đạo lý. Lại nếu các sắc trước kia lúc chưa đặt ra giả thuyết để chứng minh hiển thị, chưa có tánh sắc, về sau nên tánh sắc đặt ra giả thuyết để nhiếp lấy sắc ấy, vậy thì lìa giả thuyết chứng minh hiển thị sắc ở nơi tưởng pháp sắc, ở nơi tưởng sự sắc, lẽ ra phải khởi hiểu biết về sắc mà thật ra không khởi. Do nhân duyên đây cũng do đạo lý đây nên biết các pháp tự tánh lìa lời. Như đã nói về sắc như vậy thì thọ như trước đã nói cho đến niết bàn phải biết cũng vậy. Có hai hạng người ở nơi pháp tỷ nại gia mà Phật thuyết đều làm hư hoại. Một kẻ ở nơi pháp sắc, ở nơi sự sắc cho là có giả thuyết tự tánh tự tướng ở nơi sự thật không mà khởi chấp tăng thêm. Kẻ ở nơi tướng giả thuyết, ở nơi nương vào tướng giả thuyết tự tánh lìa lời thắng nghĩa pháp tánh, cho là tất cả chủng đều không chỗ có ở nơi sự thật có mà khởi chấp tồn giảm. Lỗi lầm của kẻ ở nơi thật không sự mà khởi chấp tăng thêm, hư vọng giả lập pháp. Đây đã khai thị hiện rõ đầy đủ ở phần trước, vì ở trong pháp sắc thật không sự mà có lỗi lầm khởi chấp tăng thêm, nên ở nơi pháp tỷ nại gia mà Phật thuyết gây hủy hoại rất lớn. Lỗi lầm của kẻ ở nơi các pháp sắc thật có chỉ sự mà khởi chấp tổn giảm hoại các pháp, do quá thất đầy, ở nơi pháp tỷ nại gia mà Phật thuyết cũng gây hủy hoại rất lớn. Tà này sẽ thuyết, đó là nếu ở nơi các pháp sắc kia thật có chỉ là sự mà khởi chấp tổn giảm, tức không chân thật cũng không hư giả. Hai hạng người như vậy đều không như lý. Thí như có các uẩn sắc mới có giả lập bộ đặc giả la, chẳng thể không có thật sự mà có bộ đặc giả la giả lập. Như vậy nói chung cần có các pháp sắc thật có chỉ là sự mới khá có được chỗ chứng minh hiển thị giả thuyết các pháp sắc, chẳng phải không chỉ sự mà có chỗ chứng minh hiển thị giả thuyết sắc. Nếu chỉ có giả không có thật sự, tức không có chỗ nương, đã không chỗ nương giả lập cũng không có, do đây gọi là kẻ hoại các pháp. Như có một hạng người khi nghe thuyết kinh điển tương ưng đại thừa, tương ưng tánh không, khó hiểu nghĩa thú, mật ý thảm sâu chưa hiểu rõ, kẻ kia không thể như thật hiểu nghĩa đã thuyết, khởi hư vọng phân biệt không như lý, do không khéo dùng phương tiện để dẫn dắt tầm tư nên khởi kiến, khởi lập luận như vậy. Tất cả chỉ là giả, điều này mới là chân thật. Nếu khởi quán đây tức là tránh quán,
Kẻ kia ở nơi chỗ nương hư giả, thật có chỉ sự bác bỏ cho là chẳng phải có. Tức vậy tức tất cả hư giả đều không, làm sao có được tất cả chỉ là giả? Điều này mới là chân thật. Do đạo lý đây kia ở nơi hai trùng là chân thật cùng với hư giả đều chê bai cho là không có. Do vì bán chân thật và hư giả nên biết gọi là kẻ chấp không tột cùng. Kẻ chấp không như vậy, tất cả bậc có trí đồng phạm hạnh không nên cùng bàn luận cùng cư trú. Như vậy kẻ chấp không năng tự hủy hoại mình cũng hủy hoại thế gian theo kiến chấp của y. Thế tôn nương kia mật ý thuyết rằng như hạng người khởi ngã kiến còn hơn hạng chấp không thủ ác. Vì cớ sao? Vì kẻ khởi ngã kiến chỉ bị mê hoặc ở nơi cảnh giới sở tri, không bài báng tất cả cảnh giới sở tri, không do nhân đây đọa vào đường ác. Đối với người cầu pháp, cầu giải thoát khổ, không dối hít cả, cũng không làm trở ngại, nơi pháp nơi đế cũng đang kiến lập, nơi các học xứ không sanh khởi, chậm chạp. Kẻ ác chấp cũng không ngu mê, ở nơi cảnh giới sở tri cũng bài báng tất cả cảnh giới sở tri, do nhân duyên đây nên đọa vào đường ác. Đối với người cầu pháp, cầu giải thoát khổ, năng dối gạt, cũng năng làm trở ngại. Nơi pháp nơi đế không thể kiến lập, đối với các học xứ, sanh cực trì trệ. Kẻ tồn giảm sự thật có như vậy, ở nơi tỷ nại gia mà Phật thuyết làm hủy hoại rất lớn. Kẻ a chấp không như thế nào, có Sa Muột hoặc Bà La Môn, do kia nên không, cũng không tiền thọ. Ở đây mà không, cũng không tiền thọ. Như vậy gọi là kẻ a chấp không, vì cớ sao? Giờ kia nên không, kia thật là không, ở đây mà không, đây thật là có, do đạo lý đây khá nói là không. Nếu nói tất cả đều không chỗ có, thì chỗ nào cái gì cớ gì gọi là không, cũng không nên nói do đây ở đây tức nói là không. Cho nên gọi là kẻ ác chấp không. Người khéo nắm giữ không như thế nào, do ở đây kia đều không chỗ có, tức do kia nên chánh quán là không. Lại do ngoài đây ra thật là có, tức do phần còn lại nên như thật biết có. Như vậy gọi là ngộ nhập tánh không, như thật không điền đảo. Đó là như trước đã nói tất cả tưởng sự sắc, chỗ nói tánh pháp giả thuyết sắc đều không chỗ có. Cho nên ở nơi tưởng sự sắc đây do tánh pháp giả thuyết sắc kia nên nói là không. Ở tất cả tưởng sự sắc, cái gì là phần còn lại, tức là sở y của giả thuyết sắc. Hai chủng như sau đều như thật biết, đó là ở trong đây thật có chỉ là sự, ở trong chỉ sự đây cũng có chỉ là giả. Không ở nơi thật không khởi chấp tăng thêm, không ở nơi thật có khởi chấp tồn giảm, không thêm không bớt, không lấy không bỏ. Như thật rõ biết chân như như thật, tự tánh lìa lời. Như vậy gọi là người khéo nắm giữ không. Ở nơi pháp tánh không, năng dùng chánh huệ diệu khéo thông đạt. Như vậy thuận theo chứng thành đạo lý, rõ biết các pháp tự tánh lìa lời. Lại do trí giáo lượng nên biết các pháp tự tánh lìa lời. Như trong kinh chuyển hữu, Đức Phật Thế Tôn vì hiển nghĩa đây mà thuyết kệ rằng: dùng các danh này kia, hiển các pháp này kia, trong đó không có kia là pháp tánh các pháp. Kệ tụng đầy hiển nghĩa kia thế nào? Đó là ở nơi tưởng pháp sắc, kiến lập danh pháp sắc. Tức lấy danh pháp sắc như vậy mà chứng minh hiển thị. Tùy nói tưởng pháp sắc, hoặc nói là sắc, hoặc nói là thọ, hoặc nói là tưởng, nói rộng cho đến nói là niết bàn. Ở trong tất cả tưởng pháp sắc đây, tự tánh sắc đều vô sở hữu, cũng không có tánh pháp sắc nào khác. Nhưng ở trong tưởng pháp sắc, tánh lìa nghĩa đòi chân thật là có, nên biết tức là thắng nghĩa tự tánh, cũng là pháp tánh. Lại Đức Phật Thế Tôn ở trong phẩm nghĩa nói: các thế tục thế gian, mâu ni đều không đắm, không đắm ai năng thủ, thấy nghe mà không thích. Kệ đầy hiển nghĩa kia thế nào? Đó là tưởng sự sắc ở thế gian, ở nơi sở hữu sắc có trùng trùng giả thuyết gọi là các thế tục. Như kia giả thuyết thì ở nơi tưởng đây, sự đây có tự tánh. Thế tục như vậy, Đức Mâu Ni không nương bám. Tại sao? Vì có cái thấy không tăng thêm cũng không tồn giảm. Vì hiện tiền không có cái thấy điên đảo. Do đạo lý đây được gọi là không đắm trước. Không đắm trước như vậy thì ai năng thủ vì không kiến chấp nên ở nơi sự tăng thêm hay tổn giảm đều không chấp thủ. Ở nơi cảnh sở tri năng tránh quán sát nên được gọi là cái thấy. Lắng nghe ngôn thuyết về cảnh giới sở tri nên gọi là nghe. Đường thấy nghe đây mà không sanh tham ái cũng không tăng trưởng. Chỉ ở nơi duyên kia rốt ráo đoạn diệt, an trụ xảo bậc thượng nên gọi là không thích.
Lại nữa, Thế Tôn vì Bí Xô tán tha Ca Đa Diễn Na mà dạy bảo như vậy. Bí Xô tán tha không nương địa mà tu tịnh lự, không nương thủy, không nương hỏa, không nương phong, không nương không xứ, không nương thức xứ, không nương vô sở hữu xứ, không nương phi tưởng phi phi tưởng xứ, không nương đời này đời khác, không nương chu kỳ ánh sáng của mặt trời mặt trăng, không nương thấy nghe hay biết, không nương sở cầu sở đắc, không nương ý thuận theo tầm tứ, không nương tất cả mà tu tịnh lự. Bí Xô làm sao tu tập tịnh lự chẳng nương địa mà tu tịnh lự, nói rộng cho đến chẳng nương tất cả mà tu tịnh lự. Bí Xô tán tha, hoặc có khi ở nơi địa khiển trừ tưởng địa, hoặc có khi ở nơi thủy khiển trừ tưởng thủy, nói rộng cho đến hoặc ở nơi tất cả khiển trừ tất cả tưởng. Bí Xô tu tập tịnh lự như vậy, chẳng nương địa mà tu tịnh lự, nói rộng cho đến chẳng nương tất cả mà tu tịnh lự. Bí Xô tu tập tịnh lự như vậy, khiến Nhân Đà La, khiến Y Xá Na, khiến vua chúa thế gian cùng chúng chư thiên từ xa tác lễ khen ngợi tán thán, kính lễ bậc kiết tưởng, kính lễ bậc trung tôn. Tôi này không biết ngài nương đầu tu tịnh lự, kệ này hiển nghĩa kia như thế nào. Đó là ở nơi tưởng sự địa, các giành địa thi thiết giả lập gọi là tưởng địa, tức các tưởng này ở nơi sở hữu tưởng sự sắc kia, hoặc khởi tăng thêm, hoặc khởi tổn giảm. Nếu ở nơi sự kia phát khởi năng tăng thêm, tức là chấp có tự tánh thể, gọi là tưởng tăng thêm. Phát khởi năng tổn giảm, tức là chấp thắng nghĩa chỉ sự, gọi là tưởng tổn giảm. Vị kia ở nơi tưởng đây, năng tránh trừ khiển, năng đoạn, năng xả, nên gọi là trừ khiển. Hết thảy loại thánh nguồn như vậy gọi là trí giáo. Do trí giáo tối thắng của chư Như Lai đây, nên biết các pháp tự tánh lìa lời. Hỏi, nếu như vậy, do nhân duyên gì ở tất cả pháp tự tánh lìa lời mà khởi ngôn thuyết? Đáp, nếu không khởi ngôn thuyết thì không thể, vì người thuyết tất cả pháp tánh, pháp tự tánh lìa lời, người khác cũng không thể được nghe nghĩa như vậy. Nếu không được nghe thì chẳng thể biết tất cả pháp đây tự tánh lìa lời. Vì muốn khiến người nghe biết các pháp tự tánh lìa lời, cho nên ở tự tánh lìa lời đây mà khởi ngôn thuyết. Này các kẻ ngu si, ở nơi trần như được hiện bày như vậy không thể rõ biết. Do nhân duyên đây nên tám chủng phân biệt chuyển, năng phát sanh ba sự, năng sanh khởi tất cả hữu tình thế gian và khí thế gian. Sao gọi là tám chủng phân biệt? Một, phân biệt tự tánh. Hai, phân biệt sai biệt. Ba, phân biệt tổng chấp. Bốn, phân biệt ngã. Năm, phân biệt ngã sở. Sáu, phân biệt ái. Bảy, phân biệt phi ái. Tám, phân biệt trái với cả hai là ái và phi ái. Vì sao tám chủng phân biệt như vậy năng phát sanh ba sự? Ba chủng phân biệt, hoặc phân biệt tự tánh, hoặc phân biệt sai biệt, hoặc phân biệt tổng chấp, năng phát sanh sự sở y, sở duyên của phân biệt hỷ luận. Đó là vì hết thảy tưởng sự sắc làm y làm duyên, gọi là phân biệt hí luận, nhiếp thuộc ngôn thuyết tưởng, được hiển bởi ngôn thuyết tưởng. Tức ở nơi sự việc này, phân biệt so sánh tính toán chẳng phải một mà nhiều phẩm loại sai biệt. Hoặc phân biệt ngã, hoặc phân biệt ngã sở, hai chủng phân biệt đây năng phát sanh tất cả kiến căn bản khác và thân kiến căn bản của mạng, và năng phát sanh sở hữu ngã mạn căn bản của tất cả mạng khác. Hoặc phân biệt ái, hoặc phân biệt phi ái, hoặc phân biệt trái với cả ái và phi ái, tùy chỗ thích hợp năng sanh tham dục sân khỏe ngu si. Đây gọi là tám chủng phân biệt năng phát sanh ba sự. Một, sự sở y sở duyên của phân biệt hí luận. Hai, sự kiến chấp ngã mạn. Ba, sự tham sân si. Phải biết trong đây sự sở y sở duyên của phân biệt hí luận làm chỗ nương sanh khởi thân kiến cùng với ngã mạn. Thân kiến và ngã mạn làm chỗ nương sanh khởi tham sân si. Do ba sự đây năng hiển hiện khắp tất cả phẩm pháp lưu chuyển ở thế gian. Ra gọi là phân biệt tự tánh, là sở hữu tầm tư ở nơi tưởng sự sắc, phân biệt trùng trùng tự tánh sắc, như vậy gọi là phân biệt tự tánh. Ra gọi là phân biệt sai biệt, tức là ở nơi sự tưởng sự sắc kia, nói đây có sắc, đây không sắc, nói đây có thể thấy, đây không thể thấy, nói đây có đối ngại, đây không đối ngại, nói đây hữu lậu, đây vô lậu, nói đây hữu vi, đây vô vi, nói đây là thiện, đây là bất thiện, đây là vô ký, nói đây là quá khứ, vị lai, hiện tại. Do vô lượng phẩm loại đạo lý giải biệt như vậy, tức ở nơi chỗ nương là phân biệt tự tánh mà phân biệt trùng trùng nghĩa sai biệt của kia, như vậy gọi là phân biệt sai biệt. Sao gọi là phân biệt tổng chấp? Tức là ở nơi tưởng sự sắc kia mà ra tưởng thi tiết ngã và hữu tình mạng sanh, đừng đầy phân biệt phát khởi.
ở nơi cầu trùng nhiều pháp, chấp trùng làm nhân, phân biệt mà chuyển. Như ở nơi thi thiết giả tường nhà, quân rừng, uống ăn, y xe, đường đầy phân biệt phát khởi, như vậy gọi là phân biệt tổng chấp. Sao gọi là phân biệt ngã, ngã sở, là chỗ chứa nhóm, hoặc các sự việc có lậu, có chấp thủ, tập quen lâu dài chấp là ngã, ngã sở. Do tập quen tà chấp kia, nên phân biệt hư vọng do kiến xứ của mình làm duyên sanh khởi, như vậy gọi là phân biệt ngã, ngã sở. Sao gọi là phân biệt ái, là sự phân biệt sanh khởi do duyên vào cảnh sự tịnh diệu thích ý, như vậy gọi là phân biệt ái. Sao gọi là phân biệt phi ái, là sự phân biệt sanh khởi do duyên vào cảnh sự không tịnh diệu không thích ý, như vậy gọi là phân biệt phi ái. Sao gọi là phân biệt trái với cả hai, là phân biệt sanh khởi do duyên vào sự việc cùng lìa cả hai tịnh diệu không tịnh diệu, thích ý không thích ý. Những điều nói trên tóm được có hai chủng: một, tự tánh của phân biệt; hai, sự sở y sở duyên của phân biệt. Hai chủng như vậy từ vô thủy đến nay chuyển chuyển xoay vần làm nhân, đó là ở đời quá khứ phân biệt làm nhân năng sanh sự sở y sở duyên của phân biệt trong hiện tại. Hiện tại sự sở y sở duyên của phân biệt đã được sanh rồi, lại năng làm nhân sanh phân biệt ở đời hiện tại do y duyên kia phát khởi. Ở nơi sự phân biệt trong hiện tại vì không rõ biết, lại sanh sự sở y sở duyên ở đời tương lai. Vì kia sẽ sanh nên nhất định sẽ sanh phân biệt do y duyên kia phát khởi. Sao gọi là phân biệt rõ biết? Do bốn chủng tâm tư, bốn chủng như thật trí. Sao gọi là bốn chủng tâm tư? Một, tâm tư danh; hai, tâm tư sự; ba, tâm tư giả lập tự tánh; bốn, tâm tư giả lập sai biệt. Sao gọi là tâm tư danh? Trừ Bồ Tát ở nơi danh, duy chỉ thấy danh gọi là tâm tư danh. Sao gọi là tâm tư sự? Trừ Bồ Tát ở nơi sự, duy chỉ thấy sự gọi là tâm tư sự. Sao gọi là tâm tư giả lập tự tánh? Trừ Bồ Tát ở nơi giả lập tự tánh, chỉ thấy giả lập tự tánh, gọi là tâm tư giả lập tự tánh. Sao gọi là tâm tư giả lập sai biệt? Trừ Bồ Tát ở nơi giả lập sai biệt, chỉ thấy giả lập sai biệt, gọi là tâm tư giả lập sai biệt. Trừ Bồ Tát đây, ở nơi danh kia sự kia, hoặc lệ tướng mà quán, hoặc hợp tướng mà quán, vì nương theo danh sự hợp tướng mà quán nên thông đạt hai chủng, là giả lập tự tánh, giả lập sai biệt. Sao gọi là bốn như thật trí? Một, tầm tư danh dẫn phát như thật trí; hai, tầm tư sự dẫn phát như thật trí; ba, tầm tư giả lập tự tánh dẫn phát như thật trí; bốn, tầm tư giả lập sai biệt dẫn phát như thật trí. Sao gọi là tầm tư danh dẫn phát như thật trí? Trừ Bồ Tát ở nơi tầm tư danh chỉ thấy có danh, tức là ở nơi danh đây như thật rõ biết, đó là danh như vậy. Ở nơi sự giả lập là nghĩa như vậy, khiến thế gian khởi tưởng, khởi kiến, khởi ngôn thuyết. Nếu ở nơi tưởng sự sắc không giả kiến lập danh sắc, thì không thể ở nơi tưởng sự sắc mà khởi tưởng sắc. Nếu không có tưởng thì không năng khởi chấp tăng thêm. Nếu không có chấp thì không có ngôn thuyết. Nếu như thật rõ biết như vậy, gọi là tầm tư danh dẫn phát như thật trí. Sao gọi là tầm tư sự dẫn phát như thật trí? Chư Bồ Tát ở nơi tầm tư sự thấy chỉ có sự, quan thấy tất cả tưởng sự sắc tánh lìa ngôn thuyết, không thể nói năng. Nếu năng như thật, rõ biết như vậy, gọi là tầm tư sự dẫn phát như thật trí. Sao gọi là tầm tư giả lập tự tánh dẫn phát như thật trí? Trừ Bồ Tát ở nơi tầm tư giả lập tự tánh chỉ thấy, thấy chỉ có giả lập tự tánh như thật thông đạt, biết rõ trong tưởng sự sắc sở hữu tự tánh giả lập, chẳng phải tự tánh của sự kia, mà giống như tự tánh của sự kia hiển hiện. Lại năng rõ biết tự tánh sự kia giống như biến hóa, như ảnh tượng tiếng vang, như bóng trăng trong nước, như khói lửa mộng huyễn, chỉ hiện hiện tương tự mà chẳng phải hình thể của kia. Nếu năng như thật rõ biết cảnh giới sở hành của nghĩa tối thập thầm như vậy, đây gọi là tầm tư giả lập tự tánh dẫn phát như thật trí.